Alo con nghe bảo. Khi nào con về nhà? Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cóc cách tới trường. Ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng. Những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay. Khói bay tóc cha trắng, con dần khôn lớn. Da nhăn đôi tay sầm nắng, thấy cha già hơn. Nhưng lúc tan trường, chiếc xe đạp cha đón bên đường. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần? 10 năm. Oh,
Dạ alo con nghe bảo. Khi nào con về nhà? Dạ, tới con về.